thì xin mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Công giáo yêu thương. Xin kính chúc tất cả các bạn được nhiều ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị, thì đang có mặt tại khuôn viên của vườn Ave Maria của giáo phận Bùi Chu. Hôm nay thì về đây gửi tới cho tất cả các bạn những hình ảnh, nhất là các bạn đi làm ăn xa không có dịp mà ghé thăm, và chưa có dịp nữa thì rất mong quý vị một ngày sẽ trở về đây quý vị nhé. Vườn Ave Maria giáo phận Bù Chu rất là đẹp. Thủy xin chia sẻ cho các bạn những hình ảnh, và không thể để các bạn chờ lâu nữa thì mời các bạn đi tham quan nhá. Yeah, đi thôi quý vị ơi, rất là đẹp. Ca ngợi khen bằng tiếng Anh quý vị này. Đây là tiếng Gaelic.
Đây bên này cũng có một cái cổng chiêng nữa quý vị nhé, hai bên hai cái này. Đây là tiếng Ý này, rất 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 nhiều thứ tiếng luôn, tiếng Hy Lạp này, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ này. Đây thì quý vị tiến lên đây thì quý vị nhìn thấy khu trung tâm giữa của nhà chủng viện của giáo phận Bù Chu. Bác làm cỏ ạ. Bao nhiêu ngày thì mình phải làm một lần bác? Vâng. Vâng. Dạ vâng ạ. Quý thấy lên là lại làm thôi. Vâng. Vâng ạ. À, cái giờ mở cửa của chủng viện ngày thứ mấy bà nhỉ? Vâng, đây này. Như thường là những ngày vào tham quan thì... À vâng. Dạ. Tham quan ngoài này thế mà. Dạ. Các thầy đang học bên trong. Đấy quý vị thấy, nhìn đây, đây là chủng viện quý vị nhé. Là chủng viện của Bù Chu, giáo phận Bù Chu này. Rất là đẹp luôn. Cứ đến mình sẽ mời các bạn đi đến cái đài này nhé. Đài này không biết là đài gì đây. Mình lần đầu tiên đến thì không biết được. Đây chỉ những người ghi ơn thôi. Bảng ghi ơn thôi quý vị. Đây là thiên thần này. Thiên thần đang đánh đàn quý vị này. Vào trong này thì quý vị thấy nghe tiếng chim hót rất là nhiều quý vị ạ. Trong này rất là bình yên. Ngồi trên một cái trống đồng quý vị này. Đây là cái mặt sau quý vị này. Bây giờ mình sẽ mời các bạn đi sang bên trên kia quý vị nhé. Bên này là mình giờ mình vừa tham quan rồi. Đây, bên này mình tham quan rồi. Giờ mình sẽ mời các bạn sang bên này. Bên này có một cái kèm rất là to. Kèm chắc. Vâng. À đây quý vị nhé, đây là đường chính dẫn vào chủng viện Bù Chu. Vâng ạ. Còn đây là đường dẫn vào trong chủng viện. Mình các bạn đến cái kèn này nhé. Trời hơi ngược sáng tí. Kèn rất là to luôn quý vị này. Lắm quý vị ạ. Wow. Cái này biết là thổi kiểu gì đây. Quý vị này. Tuyệt vời không? Mình sẽ tiến lại cái kèn cho các bạn xem nhé. Cái kèn này à, đây không có số ghi là dài rộng bao nhiêu quý vị nhỉ, để mình gửi tới cho các bạn những thông tin để mình xem đó. Không có quý vị ạ. À đây có cái đầu thổi quý vị này, đầu thổi cái kèn này. À to phết. Lỗ thổi đây quý vị. Rất to quý vị ạ.
nếu mà ai có hơi to là thổi được đấy, kêu đã lắm. Vườn Ave này rất là rộng, rất nhiều chương trình, rất nhiều cái tiết mục cũng như là cái hoạt cảnh. Thấy chưa? Mình nếu đây không có ghi chỉ số gì cả. Nếu mà có mình đạp hoa này thì ít nhất phải 4 mét quý vị ạ. Chiều dài 4 mét, chiều cao nó rơi khoảng 1m2, 1m2 đến 1m4 gì đấy. Còn cái vành loa này quý vị, cái vành cái kèn này là bằng nhôm hết à, bằng đồng hết luôn quý vị nhá. Bằng đồng đấy. Này phải mét tư gì đấy quý vị ạ. Mét 3, mét 4. Wow. Alo. Rất là đã. Này mà cả gia đình mà dẫn vào đây các em hay các cháu rất là thích. Rất là thích luôn việc. Đây có ghi rồi, đây có ghi tên. Đây có ghi tên này quý vị này. Cơ sở Mai Hoa chuyên sản xuất các loại kèn đồng, sửa chữa tân trang các loại kèn đồng, nhận đặt hàng theo yêu cầu. Cơ sở Đinh Văn Mạnh, xóm 11, xã Xuân Biên, Xuân Trường, Nam Định. Có số điện thoại này. À, vậy là cái kèn này là cơ sở này sản xuất quý vị này. Cơ sở này còn khớt luôn này. Cơ sở 2 Ngô Văn Hòa này, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định này. Đây là ấy, cơ sở sản xuất cái kèn này. Vậy là sản xuất ở Nam Định luôn quý vị nhé. Không biết vào đây này. Vào mùng 8 tháng 8 năm 2005 này, 2005 quý vị ạ. Vậy là 15 năm rồi, cái kèn này được 15 năm. 15 năm cái kèn này nhìn vẫn còn đẹp lắm. Wow, đã thật. Wow, nhìn nó đây phê luôn kìa. Nào mình thổi phát ra. Nào mà thổi ra. Thổi nhé. Mà thổi cỡ to phết đấy. Sợ các thầy các cha giật mình. Tiếp đến thì mời các bạn đi tham quan tiếp nhé. Video này mình đoán chắc phải là 30 đến 45 phút gì đấy, tại vì rất nhiều nhưng rất nhiều hạng mục đẹp đấy, không thể bỏ qua được. Đây cái đến cũng một cái ấy đồng lư hương đồng quý vị này. Đó, Đức Mẹ bồng cho con đứng ở bên trên. Rất là đẹp luôn, đài đây quý vị này. Rồi, mời các bạn tiến vào trong tiếp tục chiêm ngưỡng nhé. Wow. Xin Đức Mẹ phù hộ cho tất cả các giáo hữu của chúng con được bằng an mạnh khỏe. Xin Mẹ thương và dìu dắt che chở cho mỗi người chúng con. Amen. Nhất là những anh em, những bạn bè, quý vị đang xem trên kênh Công Giáo Yêu Thương và đang xem video này. Đây là bằng đồng quý vị nhé. Bằng đồng luôn quý vị ạ. Oh. Wow, to quá. Này cao mấy mét đây quý vị ạ. Tối vào quý vị có nhìn thấy gì không? Đây có một cái chỗ cũng ghi này. Đây là ông bà Nguyễn Quốc Phan, gia đình ông bà Nguyễn Văn Tám và gia đình dâng kính hương này. Dâng kính đỉnh hương này. Nơi đây hương khói tỏa lan như lời kinh dâng lên sáng chiều. Lư hương tượng đồng với mẹ luôn quý vị ạ, còn đồng hết luôn.
cao khỏe các bạn nhé. Hoa văn này rất là cầu kỳ, có những đây là chùm nho nhé, cành nho, chùm nho được khắc vào trong cái đúc vào cái lư hương này quý vị này, rất là đẹp. Tiếp đến mình mời các bạn đi tham quan tiếp quý vị nhé, còn hơi bị nhiều đấy quý vị ạ, quý vị cứ nhận nha coi. Đây có tượng Đức Mẹ Maria bế được cho con. Rất là đẹp luôn. Đây có gốc cây xì rất là to luôn quý vị. Hôm nay thì rất may mắn là không có gió quý vị ạ, nên là Thủy có tâm sự nói chuyện với các bạn thì các bạn nghe thấy rõ. Như lắm hôm mình đi quay ấy, ở nhất là khu vực dưới biển ấy, thì quý vị không thể nghe thấy rõ được, mà quý vị có thể xem rất là sốt ruột. Tại vì cái đấy mình không mong muốn, tại vì cái gió mà. Trời làm lên gió nó ào nên là mát thì mát thật, nhưng mà lúc mình quay video là nó ồn, bị không nghe được. Đây có một cái lắc chuông đấy, nó đủ thứ tiếng quý vị ạ, mình gọi cho bạn xem nhé. Hay không, mình gõ từ nhỏ cho đến to quý vị nhé, quý vị nghe và rất là hay luôn. Này mình mà đánh thì chắc đánh bằng cái sắt thì có cái gì mà búa mà gõ vào đây thì chắc cả chủng viện này giật mình, quý thầy quý cha giật mình nhá. Nên là mình chỉ gõ vào tay thôi, để các bạn nghe nó vừa đủ thôi. Đây cũng tiếng Trung Quốc luôn quý vị này. Nhất là rất nhiều kính mừng kinh dâng lên mẹ đủ thứ tiếng luôn quý vị ạ, rất nhiều thứ tiếng. Đây Ave Maria tiếng Việt năm Việt Nam năm 1774 do Đức Cha Bá Đa Lộc, mình sẽ đọc cho các bạn xem nhé. Ave Maria đầy gala ra, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc hơn mọi người phụ nữ, người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Santa Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, khi nay cầu cho chúng tôi là kẻ có tội đến khi chết lại cầu giữ. Amen. Rất hay. Tiếp đến thì mời các bạn lên cái đài tượng Chúa kia nhé quý vị nhé. Tượng Chúa đứng với hai gia đình. Với gia đình này rất là đẹp luôn quý vị. Đây mình sẽ đi từ đây luôn. Đấy, chỗ nào cũng đẹp, không biết là phải đi như thế nào nữa. Tiếng Ba Lan này, tiếng Indonesia này, tiếng Japan này, Nisen. Wow quý vị ơi. Chuông này đẹp không, đây là chuông quý vị nhá, chuông wow đẹp quá quý vị ạ, giống như một người mặc cái váy vậy này. Đấy chân nhá. Wow, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Mình sẽ xa xa cho các bạn xem đó, được chưa? Đẹp không?
Rồi tiếp tục mình mời các bạn đi, không dài quá các bạn. Vậy các bạn không thích. Rất nhiều thứ tiếng. Đây đến bà Thánh. Đến thăm bà Thánh quý vị nhé. Rất là đẹp luôn. Teresa, hai đồng Giêsu. Tượng rất là cao quý vị ạ. Nếu tính từ chân lên 2, 4, hơn 5 mét quý vị ạ. Nếu tính từ cả đế nữa là hơn 5 mét luôn. Đài rất là đẹp. Và Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu xin cầu cho chúng con. Cao. Mình ngửa lên mình ấy quay cho các bạn. Rất là cao luôn quý vị ạ. Đây cũng những có những cái bảng kinh nữa quý vị. Các thứ tiếng, các nước luôn. Nếu kể các nước đây thì không kể kịp được. Cả ngày luôn quý vị ạ, rất nhiều luôn. Đi khuôn viên của vườn Eva Maria này rất là rộng. Đây là kinh, toàn kinh của Đức Mẹ. Đây là kinh, cũng kinh kính mừng của Việt Nam này, kinh Bồ Đào Nha này, tiếng Việt Nam này. Rất nhiều luôn. Và đây quý vị này, mình gửi cho các bạn những hình ảnh của đài trước mắt quý vị. Đây rất là to, cao quý vị này, đẹp luôn này. Wow, đã không? Thấy chưa? Rất là to luôn quý vị ạ, cao. Đẹp thật. Chúa Giêsu đứng với gia đình người Việt thì mặc áo dài, và anh mặc áo cam lê, cravat, một ấy nữa, với một em bé nữa. Tiếng Latin, rất nhiều thứ tiếng. Mình chỉ đi ở công viên, khuôn viên của trước chủ viện quý vị nhé. Mình không đi đây tượng gia đình Thánh Gia quý vị. Rất là đẹp luôn. Thánh Giuse, Mẹ Maria, chúc con. Rồi kế đến thì mời các bạn đi dọc quanh cái khu đằng trước của trường viện này quý vị nhé. Đây quý vị thấy trường viện rất là rộng, mình không thể đi ra ngã đằng sau được. Thank you.
thấy rộng quá, rất là rộng luôn quý vị ạ, đẹp. Đây là khu bảng ghi là Phục Sinh Đường, thì đây là những cái danh mục mà có ở trong Phục Sinh Đường đây. Thì hiện tại Phục Sinh Đường này không biết là đang bảo dưỡng nên là không biết là mình có được vào không, để mình cố gắng mình quay cho các bạn nhé. Giờ mình mời các bạn đi tham quan một chút. Đây quý vị đang đang làm cái gạch, cái với lại người ta đang để đây. Đây là trong cái khuôn viên Phục Sinh Đường quý vị nhé. Trời rất là nắng nhưng thì cố gắng thì quay cho các bạn xem. Wow, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đây là những con én hoặc con chim bồ câu thì đấy quý vị, chắc chim bồ câu. Rất là đẹp. Đứng từ trên cao thì quý vị nhìn thấy trước tay cái mặt quý vị, đây là vườn ave quý vị nhé, vườn của đằng trước của chủ viện của giáo phận Mù Chu. Đây là đằng trước, cũng là đằng trước của chủ viện, nhưng mà đây là đường Phục Sinh. Đây mình đang ở trên cái nóc này, rất là cao đây. Còn xa xa kia là nhà thờ chính tòa giáo phận Mù Chu đang tháo dỡ. Đi xuống nhé. Đây là có một cây thánh giá với lại có hai cái bàn tay. Đây quý vị. Đây có một cái ngôi nhà đây. Đây thì tới chỗ này quay luôn các bạn xem. Trong này rất là rộng quý vị ạ. Đây, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Hai bàn tay quý vị nhé. Bàn tay Chúa cứu vớt những người tội lỗi đây. Đây là khuôn viên của Phục Vinh Sơn Nguyễn Văn Tương này, giáo dân Tử Đạo. Cắm điện là cái nhà sáng quý vị nhé. Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự này, linh mục Tử Đạo. Rất nhiều là các thánh Tử Đạo đã nghỉ hưu chu. Mình sẽ sang bên này nhé. Sang bên này quay tiếp cho các bạn xem. Đây là thánh Balat Pido này.
Antido này, Vũ Văn Duệ này, Linh Mục Tử Đạo này. Thánh Đà Minh này, Nguyễn Đức Nhi này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Phêrô Phạm Hữu Đa này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Đa Minh Nguyễn Đức Mạo này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Đa Minh Nguyễn Thuyên, Nguyễn Nguyên này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Andre Nguyễn Mạnh Tường này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Đa Minh Vũ Đình Tước này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Thánh Giuse Ngô Duy Hiển này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Thánh Đa Minh Đinh Đạt này, Giáo dân Tử Đạo. Thánh Tô Ma Đinh Viết Dụ này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Thánh Vi Sơn Phạm Hiếu Liên này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Và Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến này, Linh Mục dòng Đa Minh Tử Đạo. Sáng được tí nữa này, quay cho các bạn xem nhé, để mình được rồi, không biết lỗi bật. Rất nhiều các thánh tử đạo, giáo phận Vũ Chu. Kinh các thánh tử đạo Việt Nam, lại các thánh tử đạo Việt Nam là Con Thảo và Cha Trên Trời, rất nhiều kinh, cũng như các danh sách 117 đây là được phong vào ngày 19/6/1988 này, được ghi đây hết. Thêm nữa là 118 này, Trần Phước Andre Phú Yên 15 tuổi, được 2000 năm 2000 do Đức Cha Gioan Phaolô II phong. Vào trong này thật sự tâm hồn rất là thảnh thơi quý vị ạ. Các thánh ngày xưa hình quyết rất là nặng, đã đổ máu đào để đứng đức tin công giáo đến ngày hôm nay quý vị. Đây là bà thánh vị thành thánh nữ Andre Lê Thị Thành, Giáo dân Tử Đạo.
không muốn ra nữa, cứ muốn ở mãi như vậy. Sự trong này là đã có điện thì chắc là đến đẹp này, mà tối quá quay ra quý vị thì quý vị ở đây có này. Bây giờ quay cho quý vị, mình bật điện lên rồi quay cho quý vị nhé, để quý vị mình thấy rõ các nhà này. Kế đến mình sẽ đi một chiếc này các bạn thăm nhà viện của các thánh tử đạo là nhé, xin phép ra ngoài. Tắt điện ra nhé. Kế đến mình sẽ là các bạn vạch bóng này không có nào. Thì quý vị thấy là chủng viện của giáo phận Bồ Chu thì nằm ngay khu vực đầu nhà thờ của nhà thờ chính tòa giáo phận Bồ Chu nhé. Đấy quý vị thấy nhà thờ cũng đang là tháo dỡ. Còn mỗi khu vực cuối nhà thờ nữa thôi. Còn bên giữa nhà thờ cũng như là bên đầu nhà thờ đã bên trong đã được hạ xuống an toàn hết rồi quý vị ạ. Rất là rộng quý vị ạ. Wow, mình cùng các bạn nghỉ giải lao chút nhé. Vậy là Thủy cũng cùng với các bạn đã đi xung quanh một cái vòng của vườn Ave Maria trước đằng trước của chủng viện giáo phận Bồ Chu. Thủy thì từ Thái Bình sang nên là nhiều hạ mục cũng như là những bức tượng thì cũng không có ghi là tên hoặc là ngày gì cả cao, nên là Thủy không có chia sẻ cho quý vị rõ được. Nếu có gì thì nói trong video sai sót, rất mong quý vị bỏ qua và thông cảm cho Thủy. Thủy lần đầu tiên mà quý vị mà rất là bơ ngỡ và xúc động nó đến đây thì thật sự có nào nói vậy, nên là quý vị có gì không phải quý vị bỏ qua cho Thủy. Thủy xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thì có gì thì sẽ lại trở tiếp về đây, thì lúc đó thì sẽ rành hơn một chút xíu thì lại nói kỹ hơn cho các bạn. Nhưng lần đầu tiên thì bỡ ngỡ giống như con dâu về nhà chồng vậy ạ. Bỏ qua cho Thủy nhá. Thì xin kính chúc tất cả các bạn được bằng an mạnh khỏe trong ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin kính chúc tất cả các bạn, nhất là những người tha hương cầu thực lèo ăn xa không có gì về quê hương, những bà con Việt kiều, những người mà xa nỗi nhớ quê hương thì qua hình ảnh này
đã gửi cho các bạn xem để quý vị bớt nỗi nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin quý vị hãy bấm đăng ký. Thì lắm người thì nói một chút xíu đi nữa thôi. Lắm người thì họ cứ nghĩ là đăng ký là phải mất tiền, nhưng mà thật sự là đăng ký là không mất cái gì cả, chỉ bấm vào đăng ký mất một chút thời gian thôi. Và chia sẻ video cho mọi người và bình luận để cái tương tác của cái kênh Công Giáo Yêu Thương thì mỗi ngày một phát triển hơn, để thì có động lực thì đi quay nhiều hơn cho quý vị. Và quý vị là người được nhận những cái video mà Thủy đăng lên ấy là đầu tiên, tại vì mình đăng ký mà thì nó hiện lên đầu tiên. Vậy quý vị nhé, cảm ơn quý vị, bye bye quý vị rất nhiều.